từ mới. 生词。tên. tên. là. là. gì. gì. xin. xin. cho. cho. biết. biết. quý danh. quý danh. lý huy. lý huy. nguyễn thị liên. nguyễn thị liên. giới thiệu. giới thiệu. đức. đức. hộ. hộ. với. với. bạn. bạn. bản thân. bản thân. tự. tự. Nguyễn Văn Đức. Nguyễn Văn Đức. Năm nay. Năm nay. Bao nhiêu. Bao nhiêu. Tuổi. Tuổi. Đây. Đây. Kia. Kia. Cái. Cái. Bộ. Bộ. Áo dài. Áo dài. Người. Người. Trung Quốc. Trung Quốc. Hỏi. Hỏi. Thưa. Thưa. Đến. Đến. Việt Nam. Việt Nam. Bao giờ. Bao giờ. Tuần. Tuần. Trước. Trước. Hướng dẫn. Hướng dẫn. Du lịch. Du lịch. Vâng. Vâng. Sao. Sao. Vì. Vì. Hôm nọ. Hôm nọ. Thấy. Thấy. Đang. Đang. Tình hình. Tình hình. Về. Về. Quảng trường Ba Đình. Quảng trường Ba Đình. Các. Các. Khách. Khách. Khu. Khu. Tập thể. Tập thể. Gồm. Gồm. Có. Có. Ngôi. Ngôi. Nhà. Nhà. Ở. Ở. Của. Của. Đẹp. Đẹp. Quá. Quá. Thuộc. Thuộc. Ngoại ô. Ngoại ô. Nhiều. Nhiều. Cây cối. Cây cối. Không khí. Không khí. Trong sạch. Trong sạch. Luyện tập kiểu câu. 句型练习。Ông tên là gì? Ông tên là gì? Anh tên là gì? Anh tên là gì? Bác tên là gì? Bác tên là gì? Người ấy tên là gì? Người ấy tên là gì? 在这里我们可以看到，在问人名字的时候，可以叫 tên là gì， 用这个句型。那么我们前面提到一个句型叫 xin ông cho biết quý danh， 请问您贵姓？那种是一种很客气的说法。在一般的场合下，我们直接用 ông tên là gì， 或者是 anh tên là gì。Bác tên là gì? Người ấy tên là gì? 根据问的不同对象，使用不同的人称代词。那么这是越南语的一种问姓名的方式。而越南人一般问的话呢，他只问名字叫什么，因为越南人习惯只知道名字，不说姓，这是他们的一种说话的特点。Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Huy. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Huy.Xin tự giới thiệu, tôi là bạn của Hổ. Xin tự giới thiệu, tôi là bạn của Hổ. Xin tự giới thiệu, tôi là người hướng dẫn du lịch. Xin tự giới thiệu, tôi là người hướng dẫn du lịch. 好，在这一课我们需要讲的语法点是另外一种句型，主语加谓语，而谓语部分是由啦加上一个名词组成的。比如说 tôi là Lý Huy。那么在这句话里面 ，tôi 是主语 ，là Lý Huy 是谓语。
喇是一个判断动词，黎辉是人名，在这里就是一个名词，我叫李辉。同样的，下面的句子，即喇我越南，我越南也是一个名词，你是越南人。得喇放过火，在这里得表示这儿这么一个东西，是主语，喇放过火，这是阿虎的房间。那么这是一种越南语当中很常见的句型，一种判断句。那么这种句型的否定式是在判断动词喇的前面加上哼快，这是我们需要注意的，而不是只加一个哼，跟前面的句型不一样。比如说对哼快了我越南，我不是越南人。对哼快了放过莲，这不是阿莲的房间，都必须用哼快来表示否定。所以说我们在学越南语的时候，当我们想到不是这个词的时候，我们经常把哼快啦当做一个固定的词组，把它连起来记，这样就比较省事了。那么这种句型的疑问式，我们可以看到是用搞快什么什么哼的结构来提问，也就是说主语加上搞快，然后加名啦加名词，再加上一个哼，这跟前面的句型也是不一样的，前面只是一个搞什么什么哼，在这里我们要用的是搞快哼。比如说安搞法了给中国哼，你是中国人吗？搞法哼这个句型。爹搞法了不昂在过几连哼，那是不是阿莲的越南旗袍呢？搞法了哼，那么也是这样的句型，这是一种疑问句，也是一种是非问。那么在回答这样的疑问句的时候，我们如果需要做肯定的回答，就在肯定句前面加上翁或者是反，或者只回答翁或者反。那么事实上在越南语中，翁这个词是一个很常见的应答词，比如说在回答问题的时候，或者是在答应别人的什么话的时候，或者是表示对什么事情表示同意的时候，都可以用翁这个词，这个词我们是需要注意一下的。那么如果是做否定的回答，那么我就在否定句的前面加上一个哼，或者只回答说哼也就可以了。比如说翁对了辉，是的我是阿辉，那么这时候他是在肯定句前面加上翁来表示一个肯定的回答，或者是单说一个反，当然我们单说翁也是可以的，而且翁比反更常用，相当于咱们说汉语的嗯是是是对的对的这样的意思。那么如果是否定的回答，就是在否定句前面加上一个哼，比如说哼都哼坏了，不我不是阿辉，或者单说一个哼就可以了。Các bạn vừa học xong bài 2 giới thiệu. 我们刚刚学完第二课介绍。